Thủ tướng gặp mặt động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước World Cup. Chiều ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến sân tập của tuyển nữ Việt Nam gặp mặt và động viên huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò trước thềm World Cup nữ 2023. Khoảng 16 giờ, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VIF, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cùng các học trò đã xếp hàng ngay ngắn để chào đón Thủ tướng. Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đã dành những lời khen ngợi cho thành tích giành vé dự World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị tốt cho lần đầu dự sân chơi thế giới, chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Thay mặt toàn đội, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cũng đã cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng và cho biết sẽ cùng ban huấn luyện và học trò chuẩn bị tốt cho World Cup. Thủ tướng cho biết rất ấn tượng với tinh thần và lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận giao hữu gần đây nhất với tuyển Đức, đội bóng mạnh thứ hai thế giới. Thủ tướng động viên toàn đội tiếp tục giữ vững tinh thần tương tự khi gặp các đội Mỹ, Hà Lan và Bologna tại bảng đấu của mình tại World Cup sắp tới. Điều thú vị là Thủ tướng đã dành thời gian để nói chuyện với tiền đạo trẻ Vũ Thị Hòa và tỏ ra đáng tiếc về tình huống cô bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn của tuyển nữ Đức. Trong buổi gặp mặt, Thủ tướng đã tặng quà cho từng tuyển thủ của chúng ta và tuyển nữ Việt Nam, cũng đã tặng áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ cho Thủ tướng. Và vào ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam sẽ dự lễ xuất quân dự World Cup nữ 2023. Đến ngày mùng 5 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand dự World Cup. Đội sẽ đá giao hữu với đội chủ nhà và đội tuyển nữ Tây Ban Nha trước khi khởi tranh vòng bảng. Mbappe bị fan Real chê là nô lệ của đồng tiền. Câu chuyện tay ba giữa Kylian Mbappe, PSG và Real Madrid đang ngày càng sáng tỏ. Đội chủ sân công viên của Anh Tử muốn đẩy tiền đạo người Pháp ra đi sau khi anh từ chối kích hoạt điều khoản giãn thêm 1 năm. Trong khi đó, Real Madrid cũng không muốn bỏ ra số tiền lớn nên dự định họ quyết định chờ thêm một mùa giải. Dù ở lại PSG hay chuyển sang câu lạc bộ mới, Mbappe đều sẽ là người hưởng lợi. Bởi vậy, bà Faya Lamari, mẹ cũng đồng thời là người đại diện của Mbappe, đã đưa ra chiến lược mới. Theo tờ Marca, Mbappe sẵn sàng chuyển tới bất kỳ câu lạc bộ nào đáp ứng mức thù lao 240 triệu euro của tiền đạo sinh năm 1998. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin từ Tây Ban Nha cho rằng cổ động viên Real Madrid bắt đầu quay lưng với Mbappe. Ban đầu, họ rất hào hứng với kế hoạch chiêu mộ Kylian Mbappe của chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên, thái độ của tiền đạo người Pháp vẫn đang mập mờ. Cầu thủ này tuyên bố không gia hạn nhưng lại nói rằng bản thân rất hài lòng và muốn thi đấu cho PSG ở mùa giải tới. Bởi vậy, một bộ phận cổ động viên Real Madrid cho rằng Mbappe không hề có thiện cảm với Real Madrid và chỉ muốn gia nhập đội chủ sân Bernabeu vì tiền. Thậm chí, một số người còn thẳng thừng gọi tiền đạo người Pháp là nô lệ của tiền bạc. Thực tế, bước đi mới của Mbappe không khả thi bởi PSG không muốn mất cầu thủ này dưới 150 triệu euro. Cộng với 240 triệu euro tiền thủ lao, đội bóng nào muốn có Mbappe sẽ phải chi ra 390 triệu euro. Đó là con số quá lớn ở thời điểm hiện tại. Inter Miami hé lộ tham vọng khi theo đuổi Messi. Chủ sở hữu Inter Miami, Jorge Mas, đã đánh giá việc mang về Lionel Messi sẽ nâng tầm giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Messi có thể biến MLS trở thành một trong 2 hoặc 3 giải đấu lớn nhất thế giới, chủ sở hữu Inter Miami kỳ vọng. Mas tiết lộ với tờ Empire rằng Messi sẽ hưởng mức lương từ 50 đến 60 triệu euro 1 năm. Ý tưởng mang Messi đến Mỹ đã được mạch nhà từ năm 2019. Khi cậu ấy giải nghệ, cậu ấy sẽ có cổ phần trong câu lạc bộ. Tôi hình dung cuộc sống sau khi giải nghệ của Messi rất giống với David Beckham hay Michael Jordan, người đàn ông 60 tuổi đánh giá. Ông cũng giải thích thêm, để có được chữ ký của siêu sao người Argentina, Inter Miami sẽ phải chạy nước rút trong 1,5 năm cuối cùng. Vì không muốn gây áp lực lên Messi, nên những cuộc đàm phán cuối cùng chỉ được bắt đầu từ tháng 5. Chúng tôi đã nói chuyện ở Barcelona, Miami, Rosario, Doha. Tôi đã dành cả World Cup ở Qatar để xem Argentina thi đấu. Hợp đồng với Apple rất quan trọng để chốt thương vụ, Mas bổ sung. Ngay sau khi hoàn tất chữ ký của cựu tiền đạo PSG, Inter Miami sẽ đàm phán với một số người sao khác. Đối với chúng tôi, điều cần thiết là xây dựng một tập thể xoay quanh Messi. Chúng tôi đã nói chuyện với Sergio Busquets khoảng 1 năm nay, Mas tiết lộ. Có thông tin Inter Miami đang cố chiêu mộ Jorge Alba, một đồng đội khác trong quá khứ của Messi tại Barcelona. Tuy nhiên, với các thương vụ Luis Suarez hay Angel Di Maria, Mas lại không quá tự tin với thương vụ này. Ronaldo giúp Anas ký hợp đồng với gã khổng lồ. Anas của Cristiano Ronaldo mới đây đã thông báo rằng Nike sẽ trở thành nhà sản xuất áo đấu mới cho đội bóng. Lý do chính của thỏa thuận này nằm ở Cristiano Ronaldo, bởi Nike muốn đồng hành cùng với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cầu thủ 38 tuổi có hợp đồng trọn đời với Nike và anh cũng từng ký hợp đồng 10 năm có giá trị 147 triệu bảng với gã khổng lồ nước Mỹ. Giao kèo này diễn ra khi Al Hilal chuyển đổi thương hiệu khi lựa chọn trang phục thể thao toàn cầu Puma. Al Hilal ký hợp đồng 5 năm với Puma trong bối cảnh danh tiếng của giải Ả Rập bắt đầu tăng vọt. Al Nassr trước đây từng hợp tác với Nike từ năm 1997 đến năm 2001 và khoảng thời gian 2010 đến 2012. Người hâm mộ sẽ có cơ hội đầu tiên được xem bộ trang phục xuất hiện khi Al Nassr thử sức với PSG và Inter Miami trong chuyến du đấu ở Nhật Bản vào cuối tháng. Trước đó, Ronaldo và các đồng đội sẽ đối mặt với thử thách trước mùa giải đầu tiên ở Bologna, nơi họ chạm trán Celta Vigo và Benfica. Tỷ phú người Anh chưa từ bỏ tham vọng mua lại MU. Nhà báo Ben Jacob mới đây đã tiết lộ rằng tỷ phú Sir Jim Ratcliffe vẫn chưa từ bỏ tham vọng đánh bại Sheikh Jassim để giành quyền tiếp quản Man United. Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani vẫn là những người đang dẫn đầu cuộc đua tiếp quản Man United. Trong đó, Manchester Evening News đánh giá Sheikh Jassim là bên nắm lợi thế. Tuy nhiên, nhà báo Ben Jacob cho rằng tỷ phú Jim Ratcliffe vẫn còn cơ hội mua lại MU từ gia đình nhà Glazer. Jacob nói trên GiveMeSport, hiện tại phía Ineos thuộc tập đoàn sở hữu của Ratcliffe không có tiến triển gì. Mặc dù họ chưa được thông báo chính thức rằng đã bị loại khỏi cuộc đua, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Nhiều người trong cuộc kiên quyết rằng họ vẫn nằm trong cuộc đua. Vì vậy, điều này cũng gợi ý rằng phía Qatar cần tích cực hơn một chút. Nhưng cũng có thể hoài nghi bởi họ không biết gì về ý định của nhà Glazer. Vì vậy, theo quan điểm phía Qatar, họ nghĩ rằng họ sẽ thắng hoặc sẽ không có vụ tiếp quản nào xảy ra. Trong khi đó, theo quan điểm của Ratcliffe, họ sẽ phải có sự chấp thuận của hội đồng quản trị nếu muốn tiếp quản. Nếu không, họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Jacob kết lại. Pochettino tới đại bản doanh Chelsea. Trang chủ của Chelsea mới đây đã chia sẻ những ảnh đầu tiên về việc Mauricio Pochettino đến câu lạc bộ và bắt đầu tuần đầu tiên đến làm huấn luyện viên trưởng của The Blues. Sau khi ký hợp đồng và tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge hơn một tháng trước, cựu huấn luyện viên Tottenham sẽ bắt tay vào công việc trong tuần này khi ông cố gắng thay đổi thành tích của Chelsea sau một mùa giải tồi tệ. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội với chú thích, đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Pochettino cùng đội ngũ trợ lý được chào đón bởi các máy quay và nhân viên an ninh khi chiếc xe Mercedes dừng trước lối vào sảnh tòa nhà. Đội ngũ trợ lý của chiến lược gia người Argentina bao gồm Jesus Pires, Miguel D'Agostino, Tony Jimenez và Sebastiano Pochettino. Pochettino đến đại bản doanh của Chelsea cùng tinh thần phấn chấn trong ngày đầu tiên đi làm. Chiến lược gia người Argentina đã ký hợp đồng 2 năm với Chelsea cùng tùy chọn hạn 12 tháng. Sau khi gặp ban lãnh đạo của câu lạc bộ trong ngày hôm nay, Pochettino sẽ bắt đầu gặp gỡ các cầu thủ từ thứ ba khi họ trở lại sau kỳ nghỉ. Mason Mount chốt đá trận đầu tiên cho MU. Theo nguồn tin từ Daily Mail và Manchester Evening News xác nhận, Mason Mount chuẩn bị có màn ra mắt đội 1 của Manchester United sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Thương vụ này đang được hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi Mason Mount trở thành người của Man United. Fabrizio Romano xác nhận, Mount đang trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Carrington. Kiểm tra y tế xong, Mount sẽ hồi quân cùng đồng đội mới và bước ra sân tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Theo Daily Mail và Manchester Evening News, Mount sẽ chọn ra mắt Man United ngay trong trận giao hữu đối đầu với Leeds United ở Oslo vào ngày 12 tháng 7 tới. Tiền vệ này đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. Khi ấy, người hâm mộ Man United sẽ được chứng kiến tài năng của Mount trong màu áo quỷ đỏ.